Ơi, chào tất cả anh em cầu thủ nha. Quay trở lại video tiếp theo của ngày hôm nay. Video ngày 10/24 nha anh em. Video chiều tối nha. Video hôm nay sẽ tổng cộng tất cả các chất liệu graphic nha và giá rẻ thôi. Và giá trên các cần và máy nha, thì em đã bao ship cho mình hết. Thì em giới thiệu sơ lược em sẽ có mình 5 bộ nha, 5 bộ mini cho anh em tập chơi này, cầu đơn, cầu ngâm, cầu lô rút vẫn được nha. Giá thành rất là rẻ và bao ship. Có một những cặp nha, cần tay ISO, này cần tay lóng ngắn, lóng dài. Rẻ nha anh em, giá thành rẻ và một số cần rút 3 khúc nha. Đánh điện, đánh bạo lực, những dòng thì đánh cá lớn rồi nha, đánh cá lăng độ ok này. Đây, bài khúc này đánh tra đánh chim được nha, rất là cứng. Giá thành thì đảm bảo ship nha, giá rẻ thôi. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp ghi 0923 nha nè, 534779. Rồi, mã số 1 là một bộ nha nè, một bộ mini. Con này thì độ dài cũng cần là 1m65. Đây, khoen là khoen inox nha nè, khoen inox. Chất liệu của này là graphic nha. Em sẽ cho mình xem cần, nói chung là cần cỏ ok và đẹp hết, nguyên bản của nó. Chất liệu của graphic thì giá thành rẻ thôi. Thì một bộ đó bao gồm việc ship nha. Hàng đến mình cứ kiểm tra hàng ok là thanh toán thôi. 1m65. Đây, khoen khỏe nút. Máy thì đã đổi được tay trái cho mình rồi. Em thì không thuận tay trái lắm. Rồi em quay trên này nha. Em phải thuận tay phải thôi, quay ngược lại. Đây. Trong máy thì nó kiểm tra ok hết nha. Đây, máy đã kiểm tra hết. Một chiều và hai chiều thì ok ổn này. Đây, cái này mà đánh tay phải thì em mà đánh tay phải nha. Nó tay trái được. Rồi, con máy con bộ này thì có mã số 1, giá 230, bao ship nha. Đây, gạt trước độ ok này. 230.000, 1m65 nha, bộ màu đen. Rồi, cái bộ số 2 thì em sẽ có một con bộ mini nha, con là bộ mini luôn, con là khoen inox này, còn đẹp này. Con này độ dài cũng cần là 1m65 nha. Cho mình xem cần trước. Đây, ngọn nghiếc còn đẹp này. Thì những dòng này vừa thôi, nói chung là cũng cứng vừa nha. Anh em mình đánh cảm giác trải nghiệm thôi. Khi mình đi câu ngâm câu suối rồi mà đánh nhiều á, làm nhiều bộ mình để cũng được nha. Những cái máy thì có cước sẵn hết luôn. Con máy thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 2.000. Con hồi nãy cũng tầm khoảng 2.000 nha, bộ số 1 á. Con này còn đẹp này, bắt vặn là còn ok hết, tay cầm mình cắn mút. Chất liệu graphic. Đây. Đây, bộ số 2 mini còn đẹp nha, khoen inox thì các lóng còn đẹp hết. 1m65. Rồi con máy thì test cho mình này. Lo cước nha, lo cước, gạt cước này. Còn ok, máy thì tầm khoảng size 1.000 thôi. Máy nhỏ câu cảm giác này, một chiều nha. Nói chung máy thì em đụng ok hết rồi. Con bộ số 2 giá là 230.000. Rồi cái bộ combo số 3 nha. Số 3 là một cái cần rút, con này thì dài hơn, 2m4 nha. 2m4, chất liệu cũng là graphic nha. Đây, 1m4. Con máy đi kèm cho máy tầm khoảng 1.500 nha, 1.500. Rồi khoen con này là khoen inox có loại sứ nha, có loại sứ đá cho mình này. Còn những con trước thì không có nha. Tình trạng thì báo rõ cho mình. Lóng đẹp này. Trong cái này thì đã kiểm tra kỹ rồi, mình cứ nhận hàng kiểm tra lại nha. Giá thành rẻ thôi, cả bộ có 200 mấy ngàn để câu trải nghiệm nha. Những con này đem tải cá vô tư 1-2 kg bình thường. Rồi tay cầm cán mút bắt là phát bạn ok hết. Em sẽ test máy nè. Trong máy thì mượt hết rồi nha. Mã số 3 giá 250, 250.000. Mã số 4 nha nè. Mã số 4 là cái cần, con này là mini, cũng là mini luôn. Con này thì độ dài cũng cần là 2m1. Happy fan. Đây, con này thì khoen inox và có loại xi đá trắng. Máy thì cũng rơi cho mình tầm khoảng vào 1.000 đến 1.500 nha. Tay cầm thì cán mút nó còn nguyên cái siêu chưa bóc luôn này. Ok nha. Rồi chất lắm của nó này, cái nước sơn màu đỏ nha, ngọn xin tao cần. Đây, cái bộ thì bán rẻ thôi. Bán mấy cái này là dạng bán lỗ sấp mặt lời cho mình em luôn. Cho này mình chơi này. Rồi, máy nha, test máy này. Bao cả ship cho mình luôn. Rồi, máy mượt nha. Bộ này số 4, 250.000. 250. Bộ số 5 thì cái bộ này nó lớn hơn một xíu, rất đẹp nha. Cái size của máy thì khoảng vào 3.000 á, 2.000 đó giờ mình thấy thực tầm khoảng 3.000. Máy còn đẹp này. Khoen của nó là khoen inox loại sứ đá đen. Loại sứ đá đen cho mình. 2m4, những dòng thì độ cứng tầm 20. Lóng nước sơn màu trắng còn đẹp thế này. Còn rất đẹp nha. 2m4 như này, 2m4. Tức tầm khoảng 20. Đây, còn rất đẹp nha. Thì những cái máy này anh em đổi tay trái phải được hết nha. Mình về thích mình đánh tay phải trái gì đổi được hết đó. Còn máy này mượt này. Đây, anh em thích đó, mượt hơn. Rồi, con mini thì còn đẹp cho mình nha. Con máy này tầm khoảng 2-3 ngàn á. Đây, bộ này thì ok nha, máy thì mượt này, gạt cước này. Rồi 2m4, con này thì còn bộ đẹp nha, cái bộ chắc đẹp nhất trong bầy. Rồi con này thì mã số 5, giá con này là 280 nha, 280.000 cả bộ ạ. Số 6 thì em sẽ có một cái combo 2 cần nha, một con Ikeda 1m65. Đây, con Ikeda 1m65 này là cô tôm nha. Đây, cô tôm này Ikeda rất là dẻo, chất liệu graphic. Đây, một cặp nha.
Rồi con Ikeda này thì là 1m65, khoen đề ba là khoen inox, còn là chất liệu graphite nha. Và một con cần lưu chất liệu graphite đặc nha. Graphite đặc. Đây. Đặt cho mình một con này 1m65 luôn. Tình trạng thế này nha, khoen inox. Đây, khoen inox nha. Thì cặp này em bán cho mình là 1m65 luôn, con Ikeda và con cần lưu cần đặc. Cho nên một câu cảm giác câu chơi. Cặp này em bán cho mình là giá 230, mã số 6, 230.000. Mã số 7 sẽ có một con ISO có dòng Ryobi nha. Ryobi. Con này Ryobi hàng Korea xuất thị trường Nhật, 5m4 độ cứng 3. Chất liệu graphite. Bát Fuji F7. Đợt tình trạng thế này nha. Korea xuất Nhật, tem vàng đầy đủ này. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji loại siêu đá xám. Cái đầu bu thì đầu bu màu đen nha. Cái này bên Nhật nó sơn đen thì em để cho mình luôn. Ngọn 1.8 ly, ngọn đi kèm cho mình có 1-2 này. 1-2 cân chạy nha. Chất liệu graphite, con này anh em có thể hạ tay câu đơn câu đài được, câu cảm giác câu chơi thôi. Cứng 3 thì đánh chép được rồi. Tiền ship cao như này, em hỗ trợ cho mình bao nhiêu bán cái này xả cho mình nha. Khoen pad Fuji. Nó tình trạng thế này hết. Con này thì 5m4 độ cứng 3 Ryobi, hàng Korea xuất Nhật, trọng lượng 410g mã, ngọn 1.8 mã số 7. Giá là 300.000 bao ship. Mã số 8 sẽ có một con mini. Con mini thì nó sẽ rất là tiện lợi nha. Em sẽ đo cho mình để anh em vào cốp xe này. Rồi một con mini của dòng Daiwa. Daiwa con này có độ dài cần là 3m8 nha. Hàng nội địa Nhật. Tay cầm được cuốn chỉ này. Chất liệu cũng là graphite cho mình nha. Dạng phíp đỏ. Ngọn thì ngọn 0.8 ly. Con này dạng ngọn đặc. Độ cứng tầm khoảng 2.53H thôi. Chuyên dụng anh em mình coro của giết. Cầu chơi nha. Con thì đẹp này. Daiwa. Đây, nhìn lướt nhanh cho mình thôi. Lên nhanh cho anh em. Siêu còn quấn cúp nữa. Rồi, em sẽ đo cho mình nha. Thu gọn con này. Thu gọn 47cm, rất là gọn nha. Con này có mã số 8, giá 250, ngọn tầm khoảng 1 ly, tại 0.8 1 ly, trọng lượng 140g, 250. Rồi số 9 sẽ có một con dạng mini luôn. Con này thì mini nó dài hơn một xíu, nhưng mà nó độ dài hơn. Con này 4m5 cho anh em. Em đo cho mình là 4m5, thông số thì bị file rồi. Đây cần 4m5. Ngọn thì tầm khoảng vào 0.8 ly, độ cứng cũng tầm khoảng vào 2.5H thôi. Đây, lóng đẹp này. Ở trong tiền hàng không dập không bể nha. Em đã kiểm tra kỹ, anh em đến nhận hàng đồng kiểm lại giùm em. Còn ok nè. Lóng đẹp nha, nó sơn màu cam. Phíp thì nó sẽ nặng hơn là carbon, nhưng bù lại sẽ khó nổ hơn. Và nó giá thành sẽ thấp hơn cho mình nha. Có thể thu gọn 60cm, mini. Trọng lượng con này là 190g, 4m5, mã số 9, giá 280. 280.000. Số 10 thì có một con cần cho mình nha. Con này thì còn đẹp và mới, còn nguyên cái bao. Độ dài cần là 3m6 như này. Còn nguyên cái bao mới sai. Rồi thông số con này như sau. Độ dài cần là 3m6. Ngọn 0.8 ly, gốc 15. Trọng lượng 110g thôi, rất nhẹ. 3m6 đi kèm 4 lóng, thu gọn 102cm. Hàng China, xuất Nhật nha. Giá con này là 1.000, tầm khoảng 12.000 yên hay gì đó. Nó ghi đây, không rõ lắm. Rồi ngọn nhỏ nha, độ cứng tầm khoảng 3H. Đây, hàng China như này. China xuất Nhật, ngọn là dạng ngọn đặc, ngọn tháp này. Đây, ngọn lồng phộng nha, chỗ tháp cho mình này. Thì độ cứng con này cũng tầm khoảng vào 3H thôi. Đây, lóng còn đẹp nha. 36, vậy rồi vậy giết này. Cực kỳ ok. Còn nguyên cái bao cho mình thì em sẽ gửi kèm cái bao còn mới nha. Hầu chỉ sử dụng qua luôn. Con này trọng lượng của cần là... Thôi, báo cho rõ cho mình nha, 110g thôi. Mã số 10, giá 300. 300.000 bao ship. Mã số 11 ạ. 11 thì em sẽ có cho mình con cần tay. Con này cần tay chất liệu graphite luôn, dạ phân trúc nha, rất đẹp. Con này thì của dòng Daiwa như này. Đây của hãng Daiwa này, độ dài con này là 3m nha. Đấy, 3m cho mình này. 3m cho này. Tay cầm thì được cuốn chỉ và phôi là dạ phân trúc đó. 3m, ngọn của nó là 0.8 ly. Dạng là ngọn đặc này, ngọn tháp. Đây có đóng có tháp cho mình nha. Ngọn long phụng ạ. Rồi cần 3m thì kèm cho là 4 lóng. Hai lóng trên là nước sơn màu đen, còn hai lóng dưới của nó là đây, dạ vân trúc, còn ok. Vậy rô vậy giết cứng tầm khoảng vào 2.53H thôi, cầu cảm giác ạ. Con này của dòng Daiwa 3m, trọng lượng là 100g, ngọn 0.8, mã số 11, giá 250 nha. Đó là những cái dòng này em đóng nước hết nha, em sẽ đóng nước kỹ cho mình hết ạ. Mua cái cần được đóng nước như này, khỏi dập khỏi bể cho mình. Rồi tiếp theo mã số 12 là mức cần tay, chất liệu graphite, độ dài con này là 4m8. Tay cầm bằng cuốn chỉ nha, cuốn chỉ cầm rất chắc tay này. Đây, dạ vân trúc.
Con này ngọn nhỏ thôi, ngọn 0.7 ly, độ dài cần là 4.8, dạng lóng dài. Ngọn 0.7 ly, con này ngọn cần là ngọn đặc nha. Đây, ngọn đặc này. Ngọn tháp nha, lóng phộng cho mình. Lóng còn đẹp này, hàng lóng trên của nó thì là nước sơn màu đen. Còn dưới là giả vân trúc vân gỗ này. Đẹp nha. Con này 4.8 đi kèm 6 lóng nha, 6 lóng cho mình. Cứng cũng tầm khoảng vào 2.53H thôi. Câu cảm giác tình trạng thế này. 4.8 cần tay câu đài trọng lượng 230g, ngọn 0.7 ly, mã số 12, giá 300.000. Thì những cái dòng giá thành rẻ thích hợp cho anh em mình tập chơi nha. Anh em mình tập chơi mà kiểu mới chơi á, giúp đại đại đi, nó gãy thì không tiếc. Rồi tiếp theo mã số 13 là một cái cần tay câu đài cho mình luôn. Cần nó có dòng là Ubran nha anh em, Sixin, hàng Nhật Bãi, độ dài là 4.5m, đi kèm 5 lóng. Đây tình trạng thế này. 4.5m cho mình ạ. Con này thì nước sơn nha, mỗi màu mà nhiều nước sơn nha, cho em thích màu đỏ màu đen đầy đủ này. Ngọn của nó là ngọn 0.8 ly ạ. Đây cũng là ngọn tháp, ngọn đặc nha, cái chỗ tháp cho mình này. Cái này là ngọn tháp zin nha này, zin bên Nhật nha, đa số là cần là ngọn long phụng cho mình. Đây cần như thế này nha, tình trạng thế này. Có ok thế này. Đây. 4.5m đi kèm 5 lóng, không cứng tầm khoảng vào 2.53H thôi. Còn ok hết, không dịp không bể, trọng lượng là 270g, ngọn 0.8 ly, mã số 13, giá 280.000 của dòng Ura nha em. Số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. Cần tay. Con cần tay này của dòng mà đây qua luôn nha em. Đây, đây qua cho mình nha. Tay cầm thì được quấn chỉ này, có tem đầy đủ nha. Con này thì độ dài của cần em đo được cho mình là 4.5m nha em, 4.5m. Đây, giả vân trúc còn đẹp nha, mã số 14. Ngọn thì ngọn nhỏ thôi, ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn 0.8 ly. Đây khúc tháp cho mình này. Số 14 nha. Đây, lóng như thế này. Trong thì lóng còn đẹp nha, nước sơn thì có xây xước thôi. Nhật Bãi thì sẽ có xước, những con nào mới mà vận chuyển về nó bó vào thì cũng xước như nhau. Nó còn hộp thì còn đỡ nha. Con này trọng lượng là 260g, mã số 14, giá là 208, ngọn 0.8 ly, mã số 14 nha. Tay cầm bốn chỉ này. Có ok hết. Mã số 15 sẽ có một con cần tay khủng nha này, con này săn hàng này. Khủng nha, thật là bạn em tay to này. Còn như cái đầu cày luôn, rất là bự nha. Rất là cứng nha, con này 7.2m cho mình. Đây, cực kỳ cứng nha này. Phôi nó dày lắm luôn á. Con này em test cũng tầm khoảng 4-5H này. Đây. Có đắp phíp nha này, giảm phíp đỏ, rất là dày. Thích hợp cho anh em mình câu kiểu trải nghiệm mà những dàn này thì câu cá lớn được này. Đây. 7.2m cực kỳ là cứng. Con này thì ngọn rất là lớn. Đây, ngọn zin tao cần em đo cho mình là 7.2m, ngọn là 2.5 ly. Ngọn 2.5 ly như này. Chất liệu của Rapip. Những dòng thì phôi rất là dày nha. Phôi dày thì nó cứng, trọng lượng sẽ nó cao. Đây, lóng đẹp này. Có ok nha. Đây, không chụp không bể, có sơ xước sơ sơ thôi. 7.2m, độ cứng con này tầm khoảng 4-5H cho mình. Hàng Nhật Bãi như này. Hàng Nhật Bãi cho mình ạ. Con này phôi dày, trọng lượng 850g. 850g như này. Anh em tay to chơi này, con này thì câu ngâm thôi, khi nào cá anh em mới dứt. Mã số 15, giá con này là 500.000 nha, 500 bao ship 7.2m. Rồi tiếp theo mã số 16 thì có cho mình con cần rút nha. Con này thích hợp đánh bao tiêu, bộ lực cũng được này. Chất liệu graphite mà rất là cứng. Đây, tay cầm thì nó được làm nhám nha. Con này cần rút, con này độ dài cũng cần là 3.6m như này, 3.6m. Con này độ cứng nó rơi cho tầm khoảng vào 50 á, 50-80. Ba khoen đề ba của nó là khoen loại sứ xám nha, loại sứ đá xám và khoen inox. Đây, tình trạng thế này. Bắt là bắt phẳng, con này đánh bao tiêu bộ lực được này, săn hàng cả đánh tra đánh chim được. Ngọn lớn, ngọn 3 ly, con này cũng dạng cứng nha, tính theo cần carbon, cứng tầm khoảng 580 cho mình á. Ngọn đi kèm là cái đầu bu con này, đầu bu Fuji nha này. Bu Fuji và cái ngọn chạy của nó là ngọn Fuji luôn. Đây. Cần chất liệu graphite 36, con này tương đối cứng ạ. Đây, lóng có xây xước nha. Không đáng kể lắm. 36 nó cần tầm khoảng 580. Đây, phần tương đối cứng là được. Đánh là còn ok này. Con này trọng lượng của cần là 500g, mã số 3. Ngọn 3 ly nha em, mã số 16, giá 350. Bao ship 350 nha. Rất rẻ. Câu trải nghiệm chơi. Những con này anh em mình câu ao sông hồ tự nhiên á, dứt con cá 5-7kg được. Rồi tiếp theo mã số 17. Con cần 3 khúc, giá rẻ thôi. Là cần 3 khúc cho mình nha. Con này dạng đánh biển này, khoen rồng rọc, đánh biển đánh cá lớn. Cần ba khúc của hãng là Olympic, con này có độ dài cần là 3m, độ cứng H nha nè, HH thì nó dưới tầm khoảng vào 80 á. Đây, cái đầu bu 360 độ nha nè, rồng rọc cho mình này.
có lên ngọn lớn, ngọn là 4.2 ly, còn là tính theo mà cần 3 khúc, cần tầm khoảng 80, đánh tra đánh chìm được nha. Sức lực của đá phíp giá thành rẻ thôi. Anh em tập chơi này, đánh cá lớn, đánh tra đánh chìm cá tầm khoảng 70 kg được này. Rất là khỏe. Cán có đây là cán gỗ nha. Tình trạng là hơi cũ thôi, cái này anh em về rau lau hoặc chùi rửa là sạch thôi. Hàng bãi về thì bên em rất là nhiều nên em cũng rất là lười lau nha. Em sẽ lên cho mình cụ thể rồi. Mình có thể là về vệ sinh lại nha, lau thuốc tác lại cho mình. 3m cứng tầm khoảng 80, trọng lượng 580g, ngọn 4.2 ly, mã số 17, giá 400, bao ship nha. Những con này em đóng nước lớn rồi đó, đóng nước tầm khoảng vào phi 790 như này, 90 á, rất là lớn. Trò tiếp theo mã số 18, nó cũng cần 3 khúc, chuyên dụng đánh bạc bãi, câu ngầm lăng xê, câu đơn nha, đánh cá lớn được này. Cần 3 khúc, cần này của hãng là Olympic, con này có độ dài cần là 3m3 như này, 3m3. Đây, thông số như sau. Đầu bu này, và dàn khoen nó là dàn khoen Fuji lõi siêu đất trắng nha. Tình trạng thế này. Rồi pad con này là pad cập Fuji, xít như này, pad tầm khoảng F7 cho mình á. Tay cầm thì bằng cán gỗ sau này nè, có một cái mũi nhọn cho này mình gắn đứt rồi này. Chỗ này thì nó có cái mút đây thì mất rồi nha, tình trạng báo rõ. Ba cái khoen, bốn cái khoen của nó là khoen sứ trắng, còn khoen đề ba con này là khoen gập nha, khoen gập của hãng Olympic chính hãng luôn này, Olympic chính hãng nha. 3m3 cứng tầm khoảng và 3-50, con này trọng lượng 650g, mã số là mã số 18, giá 400, bao ship nha. Olympic 3m3 giá thành rẻ thôi. Mã số 19 cho mình 19 nha, 19 làm cần 3 khúc 3m3 luôn. Con này của hãng Olympic luôn nha em. Con này của hãng Olympic này, thông số nó bị mờ một xíu. Thì con này cái đầu bu của cần là đầu bu inox và lõi sứt trắng, còn những cái khoen còn lại của cần này đều là khoen inox nha. Đây khoen inox, quấn chỉ lại này. Khoen để ba và khoen trên nó thì quấn chỉ lại cho mình này. Con này nên đánh câu đơn, đánh lục đầu cần hoặc đánh cá lớn cũng được nha. Chất liệu con này là graphite đỏ, có một cái gốc này bằng gỗ cán inox luôn. Cho mình cầm nha. 3m3 cũng cứng tầm khoảng 3-50, đánh ngầm là xe được. Trên này thì nó uống cái gì á, anh em thích thì về tháo ra, để về cũng được nha. Từ bên Nhật về có thì em để về cho mình. 3m3 cứng tầm khoảng 3-50, ngọn 4 ly, trọng lượng 480g, mã số 19, giá 330 ngàn nha. 3m3, ráp phíp đỏ, giá thành rẻ. Rồi cuối cùng là mới cần mã số 20, đánh bạc bãi này, cầu ngầm của đơn được cho mình. Chất liệu ráp phíp luôn. Cần mã số 20 là cần có dòng đai qua, dòng sticker 3m6 nha này, 3m6. Đai qua thì hàng chuẩn hơn này. Cái đầu bu con này đầu bu Fuji lõi siêu đá trắng này, đóng semi chống nổ nha, 3 khúc, cứng tầm khoảng 25 tính theo cần lục. Còn những dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji lõi siêu đá trắng này. Khoen đề ba con này là khoen gập được nha, cán con này là cán gỗ. Đây, có bịt nước đầy đủ này. Hỏi nước vào. Tình trạng thế này nha. Bát là bát Fuji F7, tình trạng có hơi cũ, 3m6 cứng tầm khoảng 25. Có tầm khoảng 25 nha này. Ngọn con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng 3.2 ly, trọng lượng 510g, mã số 20. Giá con này là 420.000, 420 nha, 36 đầy qua. Đây, những dòng thì em đánh trải nghiệm chơi đi, ok nha. Rồi, tổng cộng là có 20 mẫu nha. Anh em ấn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại. Đầu tiên mình chốt đơn, liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo nha. Để lên mẫu cần mới nha, em thì em lên một ngày lên tầm khoảng 20 video. Để mình tham khảo kỹ mẫu máy và cần, giá thành rẻ thôi nha. Rồi, chúc anh em có một ngày đi câu cá vui vẻ nha. Một kỳ World Cup anh em vào bờ này. Cho em tất cả nha, sức khỏe này. Cho được đăng ký bật thông báo được coi. Để tiếp theo em lên đó, anh em nhận thông báo sớm nhất vào tham khảo nha. Rồi, tạm biệt tất cả anh em nha. Hẹn gặp video ngày mai ạ.